12 năm 2012 là mình bắt đầu bị bệnh. Thì đến đến tháng đến khi mà mình phát bệnh thì mình đến bệnh viện ấy, thì khoảng bao lâu thì bắt đầu mình lên Hồ Chí Minh ạ? Nó khoảng chừng một tuần là đi chưa đi đâu, là xuống bệnh viện tỉnh. Tỉnh thì người ta cũng nói bị rối loạn tiền đình, thiếu máu não gì đó, là uống thuốc cũng không hết. Rồi mới đi thành phố khác. À, thế khi mà mình đến bệnh viện Trung ương 2 thì bác sĩ nên nó đi bữa nó bị lý do nó hay đó, chủ đó là bị rối loạn lo âu, ám ảnh sợ. Rồi cho tôi uống thuốc về rồi cũng kết quả cũng không thấy thay đổi được. Mà ngủ quá ngủ đi. Ngủ rồi uống là làm những người nó không có sức lực rồi thở không nổi. Tôi sợ quá tôi không. Y như điều cho chết vậy đó. Tức là mình mặc dù cũng đã uống thuốc nhưng mà thấy cái tình trạng khó thở và mệt mỏi nó vẫn nó không giảm được. Lúc đó thì mình có nó có ảnh hưởng cái mệt mỏi đấy, nó có ảnh hưởng gì đến cái hoạt động hàng ngày của mình? Không có đi làm, không đi làm được luôn, không đi làm. Nó mệt có nghĩa là không có làm được, chạy xe cái đầu óc không có tập trung được. Chạy xe sợ, không biết mình không có sợ sợ một cái đụng ta không. À, đó. Mình lo lắng là lo lắng mình không có điều khiển được cái bản thân của mình, không điều khiển được. Thế là thành ra là đến lúc mà mình phát hiện như vậy, cái là mình nói cái không thể làm nữa. Không nghĩ một năm nữa, cứ lo cứ đi xét nghiệm cũng hoài chứ. Phạm Hồng Vinh. Phạm Hồng Vinh, dạ vâng. Thì anh Vinh cho em biết luôn là địa chỉ ạ, số điện thoại cũng là nghề nghiệp của anh. Địa chỉ thì còn địa chỉ là chạy tổ 1 ấp Chạy Mỹ, xã Tân Phong, huyện Tân Biên. Còn số điện thoại 0974 466 888. Nghề nghiệp của anh là làm gì ấy? Làm thợ bạc. Thợ bạc 20 năm. Thì đầu tiên nó xuất hiện từ cái mất ngủ. Đấy. Thế rồi các cái nó dẫn đến những suy nghĩ nó không gọi là không tích cực lắm, nó tiêu cực, suy nghĩ một cách tiêu cực. Để làm cho cái càng mất ngủ, cái giấc ngủ nó giúp cho não là hồi phục lại để tiếp tục làm việc. Nhưng khi mà bị mất ngủ kéo dài thì cái não nó không hồi phục được. Đấy. Thế dẫn đến các triệu chứng lo âu cũng là một trong giai đoạn triệu chứng của suy nhược thần kinh. Bữa có coi trên TV á, người ta nói về cái triệu chứng mà suy nhược thần kinh này nè. Như VCM4 đó. Không. VTV2 là một cái chuyên đề về sức khỏe gì về sức khỏe. Về cái chuyên đề VTV2 là cái chương trình sức khỏe cho mọi người. À đúng rồi. Dạ đúng không? Chủ nhật đúng không? Rồi nó có nhiều trường, nó mỗi tuần nó ra một cái chương trình. Dạ đúng rồi. Nhưng mà hôm đó là chuyên đề về sức khỏe, về thần kinh, chuyên đề thần kinh. Chuyên đề về suy nhược thần kinh. À, thế là anh mới. Đúng coi, đúng rồi mới xem. Xem rồi một lúc đó người ta muốn nói về cái sản phẩm kim lần hai rồi mình mới biết. Dạ. Biết là đi tìm mua cũng không biết là mua ở đâu nữa. Tại vì ở đây là vùng sâu xa mua không biết mua ở đâu. Tức là khi mà anh nghe cái chương trình sinh nhật thần kinh thì anh có thấy có triệu chứng giống mình không ạ? Nó y vậy đó. Tức là thấy giống hết rồi thì sao mà ông giáo sư gì đó, ông nói là sao bệnh này giống bệnh mình dữ gì tận. Cái đầu mới đi tìm mua cái kim thần thang uống. Đâu có liên lạc với ông á? Không có liên lạc. Dạ. Yeah. Đi kiếm mua không có. Cái đầu mới lên mạng tìm cái gọi là cái nhà tư vấn á. Người ta mới cho cái địa chỉ đi mua. Rồi mới lên mua được. Yeah.
không không gọi là không còn khó tập trung nữa. Tức là lúc đó là mình đã kiểm soát được cái suy nghĩ của mình, kiểm soát được cái suy nghĩ của mình. Chứ nghe này nói đây không, đó là lúc đầu, đó là lúc đầu rồi. Nhưng mà uống dần dần tới giờ là cái thần kinh làm như là nó ổn định luôn. Tức là khi mà mình mới bắt đầu sử dụng thì mình đã bắt đầu là mình thấy sức khỏe mình là cái thấy thế nào anh ha? Ngủ cũng được, sáng thì dậy cũng thấy khỏe. Thế hiện nay không biết anh có còn dùng kim thần thang đấy không? Còn. Thế là anh bắt đầu sử dụng kim thần thang là từ khi nào? Chắc cũng 6 tháng. Thế thì khi mới bắt đầu sử dụng mình thấy có cải thiện không ạ? Thì hôm đầu là thấy bớt liền. Uống một hộp uống hết. Bắt đầu mình uống một lần 3 viên, sáng 3 viên, chiều 3 viên, và uống khoảng một hộp xong mà thấy sức khỏe nó cải thiện được rồi, nó cái triệu chứng mà hồi hộp mà lo lắng á, làm như nó giảm nhiều lắm. Uống bát chứ luôn. Cái đầu mua thêm một hộp nữa. Rồi uống rồi cảm thấy sức khỏe nó tốt, rồi người ta kêu đi làm, rồi đi làm luôn tới giờ luôn, không có nghỉ luôn. Thế là anh chỉ mới bắt đầu sang hộp thứ hai thì anh đã thấy người khỏe lên, khỏe rồi và rồi. Mình bắt đầu có đi làm được rồi, làm việc rồi. Từ ngày sau khi mà cái biết cái sản phẩm mà kim thần thang này nè, rồi thấy sử dụng cái kim thần thang thì sức khỏe nó ổn định, rồi không còn hồi hộp, khó thở, lo âu, rồi mất tập trung nữa, thì nó tốt lắm. Còn để đi làm bình thường rồi. Thì anh có điều gì muốn chia sẻ với những người bệnh mà cũng đang gặp cái tình trạng như mình? Anh cũng muốn chia sẻ thì điều gì với những người mà đang còn gặp cái tình trạng như mình? Anh có thể chia sẻ với cái việc có kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm kim thần thang thì ạ? Thì bây giờ mình nên nói những người nào mà triệu chứng bệnh tật giống mình vậy thì nên là tìm tới cái thần thang để mua để điều trị xem nó có hiệu quả không, nếu có triệu chứng y như mình vậy. Và thậm chí gần đây người ta đã có những cái sản phẩm kết hợp cái yếu tố làm tăng khí sắc của quan với lại các cái chỗ khác, toàn táo nhân rồi ngũ vị tử rồi thì vân vân, nó tạo thành một bài thuốc rất cụ thể, viên thuốc người ta sử dụng từ bên gì nhỉ, kim thần kha là cái loại thuốc thì có thể nó có giải quyết được cả rối loạn trầm cảm, cả mất ngủ, cả rối loạn lo âu. Với những thảo dược quý này, chỉ với 4 đến 6 viên kim thần khang mỗi ngày sẽ giúp cải thiện những triệu chứng khó chịu của bệnh.